Rồi ok, bài đầu tiên các bạn lật sang đầu tiên sửa này. Greece. Greece là nước Hy Lạp, còn người Hy Lạp là gì? Người Hy Lạp là Greek nhá. Greek. Rồi, cái trang đầu tiên đấy, American là người Mỹ, còn nước Mỹ là America. Canadian là nước, là người Canada, vậy nước Canada gì? Canada. The UK là Vương quốc Anh, vậy người Anh là gì? Người Anh là gì? British. British. Rồi, Vietnamese là người Việt Nam, vậy nước Việt Nam là gì? Việt Nam. Spanish là người Tây Ban Nha, vậy nước Tây Ban Nha? Spain. Brazil là nước Brazil đấy, còn người Brazil là gì? Brazilian. Brazilian. Đọc lại cho cô. Greece. Đọc lại từ trên xuống dưới. Greek. America, American. American. Canada. Canada. Canadian. Canadian. The UK. The UK. British. British. Việt Nam. Việt Nam. Vietnamese. Vietnamese. Spain. Spain. Spanish. Spanish. Brazil. Brazil. Brazilian. Brazilian. Xuống bài dưới ghi các môn thể thao vào cho cô. Cái đầu tiên là thể dục dụng cụ là gì? Gymnastic. Gymnastic. Rồi cái hình số 2. Football. Rồi tiếp theo tennis. Tiếp theo basketball. Qua trang viết một male là con trai và female là con gái, giới tính nam giới tính nữ. Dad là bố và ấy mẹ là mum. Một bên là sister thì một bên brother, bên kia là grandma thì bên này grand grand gì? Granddad đúng không? Granddad hay là grandpa vậy? Trong sách mình là grand gì? Grandpa hay granddad? Dad, uncle thì gì? Sánh đôi với uncle là aunt. Và bên này là con trai thì bên kia là con gái. Ok, son là con trai và daughter là con gái. Xuống bài dưới các bạn đọc cái đề nhá các bạn. Appear là ngoại hình và character là tính cách. Bây giờ mình ghi tính từ chỉ ngoại hình và tính cách. Cái hình số 1, cái anh chàng này rất là trẻ và đang cười ngoạc cả mỏ, đang tận mang tai kia là young. Rồi, cái ba cái người kia rất là thân thiện và hòa đồng thì các bạn viết cho cô từ gì vào đây? Friendly, nhớ chưa? Friendly, thân thiện. Cái anh chàng kia rất là mập y như mập ngoài kia thì là plum. Rồi tiếp theo cái cô này rất là xinh gái là pretty. Ok, xuống bài dưới. Thôn là một thôn chữ p mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền can, cái dạng đúng của can. Can là gì? Can là có thể và can cannot đó là không thể. Thì các bạn chú ý dấu tích là có thể, dấu x là không thể nhá. Rồi câu 1 là gì? Can, Lucy can do martial art. Điền chưa? Điền chưa bạn sĩ? Câu 2, can, để can đầu câu. Câu 3, can. Câu 4, can. Rồi đọc lại cho sĩ nghe viết này. Câu 1 là can, câu 2 là can, câu 3 là can, câu 4 là can. Đúng chưa? Không, chưa biết xong. Chờ nó xíu, nó hơi bị chậm đó. Nhanh lên coi. Một là can, hai là can, ba là can, bốn là can. Sang trang các bạn ơi, điền cho cô đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Nhắc lại cho cô đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng chúng ta có ai là tôi, mai là của tôi, thi là anh ấy, hit là của anh ấy, si là cô ấy, her là của cô ấy, it là nó, it giờ là của nó, they là bọn họ, they là của bọn họ, we là chúng tôi, chúng ta, our là của chúng ta, you là bạn và các bạn là gì, của bạn là do, được chưa? Vậy thì chúng ta phải coi chúng ta đang cần một đại từ nhân xưng hay một tính từ sở hữu. Khi mà chúng ta dịch là của thì nó sẽ là tính từ sở hữu, các bạn chú ý này. Câu số 1, you are from Canada, có nghĩa là bạn đến từ Canada, vậy bạn là người Canada. Bạn ở đây vẫn là you, chủ ngữ trong câu, đại từ nhân xưng. Tiếp theo, tôi là Fred và đây là xe đạp của tôi. Chúng ta đang cần của tôi là Mai. Mai, M-I ấy. Mai, của tôi. Viết chưa? Câu 3, Robert và Michael là anh em trai. Vậy bọn họ nhá, bọn họ đến từ Canberra. Đây. Câu số 4, chúng tôi là bạn bè. Tên của chúng tôi là Lisa và Emma. Của chúng tôi các bạn đang thiếu tính từ sở hữu our. Nhớ đấy. Rồi xuống bài dưới cho tôi. Điện thoại của tôi bi vào, tôi bi mà không làm được thì đi về bán vé số đi.
Betty đến từ Nam Phi. À, Betty là người Nam Phi, cô ấy đến từ Nam Phi nè. Betty thì đi với Y các bạn nhé. Các bạn căn vào cái chủ ngữ á. Bạn tên là David phải không? No, it isn't. Chắc chắn là no, it isn't rồi. Tại vì no nên các bạn phải dần. It isn't. Tiếp theo, trẻ em là số nhiều nhá. Cho nên các bạn đàn A, trẻ em đang ở trường ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy. Câu số 4, môn học yêu thích là chủ ngữ số ít. Các bạn sẽ Y. Môn học yêu thích của tôi là môn toán. Tôi thích môn toán. À, tôi thích những con số. Sang bài hới, các bạn điền have a god hoặc là has god này. Chú ý này. Have a god nè. Chủ ngữ số nhiều thì đi với have a god. Chủ ngữ số ít thì đi với has god. Đây là dấu tích. Còn câu ít thì các bạn phải nhớ là have a god và has a god. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi cô. Chủ ngữ số nhiều đi với have a, chủ ngữ số ít đi với has. Đây là câu khẳng định, đây là câu phủ định phải có nốt. Điền vô. Xong rồi. Câu 1. Have a, tại sao have a? Rian là chủ ngữ số ít mà. Rian là chủ ngữ số ít mà. Rian có anh trai và chị gái. Sẽ have hay là sẽ has? Have hay has? Dạ has. Viết lại has got. Đứa nào have vậy? Chủ ngữ số ít mà. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Ai? Đây là dấu x con. Tôi là chủ ngữ số nhiều. Tôi là chủ ngữ số nhiều mà ai là chủ ngữ số nhiều? Heaven. Đọc cho đúng chứ mấy cái đứa này chứ chơi rất xuống nghĩ. Heaven God. Heaven God. Câu số 3. Câu số 3. Đây là câu nghi vấn thì các bạn để have a hát đầu câu thôi, đằng kia là hot thôi. Have a God. Nha, have a you God viết vào. Have a you God. Have a you God. Xí ok không vậy? Câu 4 nè. Have a. Câu 4. Câu 4 nha cô. Have a God viết vào. Có này, có gì? Mày dưới. Up the hay là phẩy sờ. Khi mà sở hữu của vật các bạn phải up the nha. Ví dụ màu của con mèo, màu của cuốn sách nha, đuôi của con mèo. Đó là vật. Sở hữu của vật thì các bạn xài up the. Còn sở hữu của người các bạn xài phẩy sờ. Con chó của Phong mình nói sao? À, con chó của Hưng mình nói sao? Phẩy sờ. Hưng phẩy sờ đó. Mình dịch là con chó của Hưng hay là Hưng là chó? Con chó của Hưng. À, con chó là của Hưng chứ không phải dịch Hưng là con chó. Con chó của Hưng là gì? Hân phẩy sờ chó. Con chó của Sĩ là gì? Sĩ phẩy sờ chó. Nhớ nhớ chưa? Sở hữu của người là hạt phẩy sờ nhá. Rồi câu số 1 các bạn ơi. Con mèo của Ruth là phẩy sờ cho cô. Đánh phẩy sờ vào đi Sĩ. Rồi con thỏ rabbit là con thỏ children trẻ em. Tức là con thỏ của những đứa trẻ. Phẩy sờ viết vào, phẩy sờ vào. Tiếp theo màu của cái cặp sách thì nó là vật. Sở hữu của vật sẽ up the. Câu 3 sẽ up the. Câu 3 là phải up the. Câu 4. Câu 4 ấy, ví dụ nhá. Nhà của Hưng và Phát, hai đứa nó là hai anh em trong một gia đình. Vậy nhà của nó cũng là một ngôi nhà thôi. Vậy thì Hưng and Phát phải sờ thằng Phát thôi. Thằng Hưng đứng đầu không cần phải sờ. Chỉ phải sờ thằng Phát đứng đằng sau thôi. Hưng and Phát phải sờ house. Vậy đây tương tự. Mẹ của Jack và Paul thì nói sao? Jack và Paul phải sờ thằng Paul thôi, nhớ chưa? Không có phải sờ thằng Jack nhá. Rồi, phải sờ thằng Paul cho cô. Làm xong chưa? Xong chưa? Quá trang. Quá trang. Rồi, quá trang rồi cô. Qua chưa? Rồi làm đi. Xong rồi. Trang mấy? Trang 4 đúng không? Sao? Xong rồi. Cái gì? Qua trang 4, nhanh nhanh nhanh. Hoàn thành câu với ở under cho cô. Hoàn thành câu với ở under. Nhắc lần đầu xài ở ẩn. Nhắc lần thứ hai xài the. Cô đã nói rất nhiều lần rồi. Nhắc lần đầu, đề cập lần đầu tiên xài ở ẩn cho cô. Còn lần thứ hai, lần thứ hai là xài the. Làm đi. Xong rồi. Câu 1 là gì? Bạn chữ ý tập trung câu 1 nào, nói cho cô đáp án nào. Đây là một cái dù. Cái dù là của Anna. Cái dù đầu tiên xài gì? Xài ơ ẩn. Ở đây xài gì? Umbrella bắt đầu bằng chữ gì đây?
gì? Chữ U. Chữ U là cái gì? Ủa mấy cái đứa này trên trời rớt xuống vậy? Yeah. Học không lắng tặng một cái gì trong đầu là mấy cái đứa này. Ẩn với đờ. Ờ với ẩn nhá. Vì trong đó cái này cái thằng một này nhắc lần đầu cái này. Ẩn thì cộng 50 âm để phải nói rồi. Không có ra là bắt đầu chữ U chắc chắn không phải sợ ẩn rồi. Quả táo đâu chữ A không phải sợ ẩn rồi. Thì ở đây cái dù con xài gì? Sợ ẩn chứ là sao? Còn cái vế thứ hai xài gì? Ờ với đờ. Cùng một mà. Một là ẩn. Rồi. Nha. Cái dù nhắc lần thứ hai con xài đờ cho cô. Cái dù lần đầu là xài ẩn, cái dù lần thứ hai là xài đờ. Con hiểu chưa sĩ? Rồi cẩn thận. Câu số 2. Quyển sách lần đầu là xài ờ. Quyển sách lần thứ hai là xài đờ. Rồi cứ thế mà làm. Ờ với đờ. Câu số 3. Lần đầu tiên là gì? Không, cái này khác rồi, cái khác rồi. Cái này không liên quan đến câu trên đâu. Cái này nhá. Con thấy có cái sở hữu khách không? Cái phẩy sờ đằng sau không? Khi mà nó đã xài phẩy sờ là của ai đó, cái gì của ai đó là xác định rồi. Xác định rồi xài hai cái đờ đó cô. Cái cặp sách ở trên ghế là của anh trai tôi và cái cặp sách ở trên bàn là của chị gái tôi. Vậy là hai cái đờ. Biết hai cái đờ vào. Hai cái đờ vô. Biết chưa sĩ? Cô ba là hai cái đờ. Cô bốn nào? Hai à smartphone lần đầu sao? Dạ, à, ơi ấn chứ sờ sao sẽ ấn sao thằng này nó thích ấn phải không? Ấn không hả? Nó tẩn cho nó một phát cho nó ấn luôn nè. Ể oải nha, ể oải thì mới sạch ấn nha. Còn lại sạch ờ nha. Vậy câu 4 là gì? Ờ với gì? Đờ. Rồi câu 5 đi bạn Hân đi. Đây là một lá cờ Việt Nam. À đây là sai rồi. Đây là lá cờ Việt Nam. Lá cờ của Việt Nam nó xác định rồi. Khi mà nhắc tới lá cờ mình đều tưởng tượng ra được lá cờ nha. Thì ở đây á là cái lá cờ Việt Nam thì các bạn nhớ xài the this is the Vietnamese flag và nó có màu đỏ với một bông một ngôi sao màu vàng. Một là các bạn chắc chắn là xài ở đằng sau cô. Câu số 5 là the với ở. Ok chưa? The với ở. Rồi xong xuống bài dưới suy nghĩ làm đi. Mới hôm trước cô bảo về luyện viết là biết chưa? Thế rồi.